Xin chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh tin tức 24 h TV. Nếu thấy hay các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật những tin tức nóng hổi đến từ tin tức 24 giờ TV nhé. Sau đây mời quý vị cùng đến với các nội dung chính có trong chương trình. Trong bản tin mới nhất về chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ và tin tức biển Đông hôm nay, mời quý vị đến với tin trình sau đây. Tổng thống Trump tiếp tục giành lợi thế từ quân nhân Mỹ. Trump là nghi Biden dùng thuốc khi tranh luận. Twitter gỡ bỏ thông báo tuyên bố thắng cử sớm ở bầu cử Mỹ năm 2020. Cuộc chiến thi thực Mỹ-Trung leo thang giữa lúc cuộc tranh cử đang vào hồi gai cấn. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Tổng thống Trump tiếp tục giành được lợi thế từ quân nhân Mỹ. Theo một cuộc thăm dò mới, Tổng thống Trump hiện giờ đang dẫn trước ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden 10 điểm ở các gia đình quân nhân. Cuộc thăm dò do Morning Constant thực hiện cho thấy 52% những người đang là quân nhân tại ngũ, cựu chiến binh và gia đình họ nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, trong khi chỉ 42% lựa cho ông Biden. Morning Constant đã khảo sát 2.711 cử tri thuộc các gia đình quân nhân từ 16 đến ngày 9 tháng 9. Cuộc thăm dò có sai số là 2 điểm phần trăm. Trong các nhóm nhân khẩu học khác nhau, Tổng thống Trump giành được ưu thế hơn so với cựu phó Tổng thống Biden. Ở các gia đình quân nhân là người da trắng, 58% ủng hộ Trump, trong khi 36% lựa chọn ông Biden. 54% nam giới trong các gia đình quân nhân nghiêng với ông Trump, 41% đứng về phía ông Biden. 54% những người tham gia khảo sát từ 45 tuổi trở lên nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Trump so với 41% mong muốn ông Biden giành chiến thắng. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò khác do tờ Military Times và Viện Cựu Chiến binh và Gia đình Quân nhân thuộc Đại học Syracuse của Mỹ thực hiện lại cho kết quả khác biệt. Theo đó, 43,1% thành viên đang tại ngũ bỏ phiếu cho ông Biden, trong khi 37,4% quân nhân muốn Tổng thống Trump tái đắc cử. Ngoài ra, cuộc thăm dò của Morning Consult cho thấy 51% các gia đình quân nhân có quan điểm tích cực đối với ông Trump, trong khi 47% có quan điểm ngược lại. Trong khi đó, chỉ 41% gia đình quân nhân tham gia khảo sát có quan điểm tích cực với cựu phó tổng thống Biden và 56% có quan điểm trái ngược. Trong khi Tổng thống Trump dẫn trước ứng viên Đảng Dân Chủ Biden ở các gia đình quân nhân, cựu phó Tổng thống duy trì lợi thế ở những người trưởng thành tại Mỹ. Theo một cuộc thăm dò do Đại học Monmouth của Mỹ thực hiện, 51% cử tri cho biết họ bỏ phiếu Joe Biden nếu cuộc bầu cử diễn ra ngay ngày hôm nay so với 42%, mong muốn ông Trump trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ. Cuộc thăm dò của Đại học Monmouth đã khảo sát 867 cử tri Mỹ từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 9 và sai số 3,6 điểm phần trăm. Đồng thời, các cuộc khảo sát của Real Clear Politics cũng cho thấy cựu phó tổng thống đang dẫn trước tổng thống đương nhiệm 7,5% trên bình diện quốc gia. Trump lại nghi Biden dùng thuốc khi tranh luận Trump tiếp tục ám chỉ ứng viên tổng thống Biden dùng chất kích thích để nâng cao hiệu suất trong các cuộc tranh luận của đảng Dân Chủ. Tôi nghĩ có thể liên quan đến chất kích thích, đó là những điều tôi nghe thấy. Tôi không biết làm thế nào một người có thể thoát khỏi tình trạng tồi tệ đến mức người ta không thể nói lời nào. Tổng thống Donald Trump trả lời trong cuộc phỏng vấn dự định phát sóng hôm 12 tháng 9 của Fox News đề cập nghi vấn Joe Biden dùng chất kích thích sau khi ông nghi ngờ cải thiện trong các cuộc tranh luận. Ông chủ Nhà Trắng không đưa ra bằng chứng tuyên bố của mình, cũng như không tiết lộ cụ thể Biden đang dùng loại thuốc gì. Tuy nhiên, Trump khẳng định giả thuyết của ông dựa trên chính sự quan sát từ bản thân. Tổng thống Mỹ tháng trước đề nghị xem xét trước cuộc tranh luận đầu tiên về Joe Biden do nghi ngờ đối thủ đảng Dân Chủ sử dụng thuốc để tăng hiệu suất. Trump khi nói rằng ông bất ngờ nhận ra Biden đã cải thiện trong cuộc tranh luận với thượng nghị sĩ Bernie Sanders hồi tháng 3 và nghi điều này có thể do sử dụng chất kích thích. Joe Biden đã tham gia 11 cuộc tranh luận sơ bộ trong cuộc đua trở thành ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ và cuộc tranh luận với thượng nghị sĩ Bernie Sanders diễn ra ngày 15 tháng 3. Trump và Biden chuẩn bị cho cuộc tranh luận đầu tiên của cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay tại Đại học Case Western Reserve, Cleveland, bang Ohio vào 29 tháng 9. Microsoft cảnh báo Nga, Trung Quốc và Iran tìm cách can thiệp bầu cử Mỹ. Microsoft ngày 10 tháng 9 cảnh báo rằng Nga, Trung Quốc và Iran nhắm tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Microsoft cảnh báo về sự gia tăng các cuộc tấn công mạng bắt nguồn từ Nga, Trung Quốc và Iran nhắm tới các khách hàng của mình, bao gồm các nhóm chính trị, chiến dịch tranh cử của các ứng viên Donald Trump và Joe Biden. Tombers, phó chủ tịch phụ trách vấn đề an ninh, lòng tin khách hàng của Microsoft cho biết, việc các nhóm nước ngoài gia tăng nỗ lực can thiệp của bầu cử năm 2020 được dự báo trước và giống như trong báo cáo của chính phủ Mỹ. Các nhóm tin tặc trong danh sách cảnh báo của Microsoft bao gồm Chantum của Nga từng xâm nhập mạng lưới của Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ ở Mỹ năm 2016. Danh sách này bao gồm nhóm tin tặc Zikronium có trụ sở ở Trung Quốc và Force Force ở Iran. Thông báo của Microsoft được đưa ra một tháng sau khi một quan chức cấp cao của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cũng cảnh báo rằng Nga, Trung Quốc, Iran đang gia tăng các bước can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Twitter gỡ bỏ thông báo tuyên bố thắng cử sớm ở bầu cử Mỹ năm 2020. Twitter cho hay, theo một chính sách mới dự kiến có hiệu lực ngày 17 tháng 9 tới đây, hãng này dán nhãn hoặc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây hiểu lầm. Trong ngày 10 tháng 9, Twitter thông báo đánh dấu cảnh báo hoặc gỡ những thông tin chưa được kiểm chứng với nội dung tuyên bố thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra tháng 11 tới đây khi mà kết quả chính thức chưa được công bố. Twitter cho hay, theo một số chính sách mới dự kiến có hiệu lực ngày 17 tháng 9, hãng này dán nhãn hoặc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây hiểu nhầm nhằm làm suy giảm sự tin cậy của công chúng trong một cuộc bầu cử hoặc các tiến trình dân sự khác. Chính sách mới của Twitter còn cấm những tuyên bố gây hiểu lầm về kết quả bầu cử hoặc tác động đến tiến trình bầu cử, như tuyên bố chiến thắng trong khi kết quả chính thức chưa được công bố, kích động hành vi phạm pháp nhằm ngăn cản một tiến trình chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Ngoài ra Twitter sẽ có động thái tương tự đối với tuyên bố gây tranh cãi về tiến cử bầu cử nhưng thông tin không được kiểm chứng về hành vi gian lận bầu cử, mua chuộc phiếu bầu, tiến trình kiểm phiếu hoặc xác nhận kết quả bầu cử. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh quan ngại gia tăng về thời điểm kết quả bầu cử tổng thống Mỹ chính thức được công bố khi mà có lượng lớn người dân Mỹ chọn bỏ phiếu qua bưu điện do đại dịch đường hô hấp cấp Covid-19, một xu hướng có thể khiến kết quả chính thức bị trì hoãn. Hình thức bỏ phiếu này vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ Tổng thống Donald Trump bởi ông cho là sẽ dẫn tới một tiến trình bầu cử gian lận. Hồi tuần trước, mà sợi Facebook tuyên bố đánh dấu cảnh cáo đối với dòng trạng thái có nội dung tuyên bố thắng cử khi mà chưa có kết quả chính thức. Cùng ngày, hàng công nghệ Google cho biết dỡ bỏ tính năng dự đoán hoặc gợi ý từ khóa tìm kiếm khi người dùng tìm kiếm trạng thái địa điểm bỏ phiếu, quy định bỏ phiếu hoặc cách thức bỏ phiếu ngoài ra hãng này có động thái tương tự với tính năng tự động gợi ý tìm kiếm về cuộc bầu cử và những tuyên bố ủng hộ hay chống lại mọi ứng cử viên và đảng phái chính trị tin tiếp theo cuộc chiến thị thực Mỹ Trung leo thang giữa lúc cuộc tranh cử đang vào hồi gai cấn Washington ngày 9 tháng 9 giờ địa phương cho biết thu hồi thị thực của hơn 1.000 công dân Trung Quốc theo tuyên bố của tổng thống Donald Trump về việc đình chỉ nhập cảnh đối với sinh viên và nghiên cứu sinh Trung Quốc bị coi là có nguy cơ đối với an ninh quốc gia Mỹ Động thái này đổ thêm dầu và mối quan hệ luôn trong trạng thái đặc biệt căng thẳng giữa hai cường quốc đứng đầu thế giới. Hủy thị thực những người có nguy cơ an ninh cao Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, động thái này được thực hiện theo tuyên bố của Tổng thống Trump hôm 29 tháng 5 như một phần trong phản ứng đối với các hành động của Trung Quốc ở Hồng Kông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao xác nhận, tính đến ngày 8 tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi hơn 1.000 thị thực của công dân mang quốc tịch Trung Quốc. Những người này được phát hiện có liên quan đến những đối tượng bị hạn chế theo chỉ đạo của Tổng thống nên không đủ điều kiện để được cấp thị thực. Người phát ngôn cho biết thêm, các sinh viên và nghiên cứu sinh bị hủy thị thực đều là người có nguy cơ an ninh cao, không đủ điều kiện đến Mỹ để học tập. Trong khi đó, các nghiên cứu sinh, sinh viên, học giả hợp pháp vẫn được chào đón. Một số sinh viên Trung Quốc đăng ký vào các trường đại học Mỹ cho biết, họ nhận được thông báo qua email vào ngày 9 tháng 9 của đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh rằng thị thực của họ bị hủy, danh sách các cá nhân bị tước thị thực không được công bố. Trước đó, người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa Chad Wood cho biết, Washington đang chặn thị thực đối với một số sinh viên và nghiên cứu sinh Trung Quốc có quan hệ với quân đội Trung Quốc PLA để ngăn họ đánh cắp, chiếm đoạt các nghiên cứu nhạy cảm. Trong một tuyên bố, ông Gon cũng cáo buộc Trung Quốc tiến hành các hoạt động kinh doanh bất chính và hoạt động gián điệp, bao gồm việc cố gắng ăn cắp nghiên cứu về virus SARS-CoV-2 và cáo buộc nước này lạm dụng thị thực sinh viên để khai thác học viện của Mỹ. Trả đũa truyền thông trong tuần qua, Mỹ-Trung ăn miếng trả miếng với nhau việc áp đặt thị thực mới đối với các nhà báo làm việc tại hai nước. Trong đợt trả đũa mới nhất, giới chức Trung Quốc áp đặt giới hạn thị thực mới đối với các nhà báo nước ngoài làm việc cho các tổ chức báo chí của Mỹ ở nước này. Trong tuần qua, khi tiến hành quy trình gia hạn thẻ nhà báo để làm việc ở Trung Quốc, một số phóng viên chỉ nhận được bức thư thông báo đơn đăng ký của họ đang được xử lý, thay vì tấm thẻ mới. Họ được yêu cầu mang theo lá thư này cùng thẻ nhà báo hết hạn khi tác nghiệp nhằm chứng minh thân phận. Vì thị thực Trung Quốc gắn liền với thẻ nhà báo, nhưng phóng viên trên giờ đây chỉ được thị thực lưu trú trong thời gian 2 tháng, trong khi trước đây là 1 năm. Không chỉ dừng lại ở đây, các nhà chức trách Trung Quốc nhấn mạnh, giấy tờ chứng minh tạm thời cũng như thị thực có thể bị thu hồi bất kỳ lúc nào, đẩy các nhà báo đến tình trạng hoang mang không rõ họ còn công tác tại trung tâm quốc gia trong thời gian bao lâu. Bắc Kinh cho hay, đây là biện pháp trả đũa các hành xử của chính quyền tổng thống Trump đối với các nhà báo Trung Quốc đang làm việc trên đất Mỹ. Hồi tháng 5, Washington rút ngắn thời gian làm việc tại Mỹ đối với hầu hết các phóng viên Trung Quốc xuống còn 90 ngày. Nếu không được gia hạn, số nhà báo Trung Quốc kể trên phải rời Mỹ vào đầu tháng 11 tới. Sẽ còn leo thang trong vài tháng qua, quan hệ giữa Mỹ Trung luôn trong trạng thái đặc biệt căng thẳng, hai bên liên tục có những hành động được coi là đáp trả lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại đến lĩnh vực khác như vấn đề Hồng Kông Trung Quốc, Đài Loan Trung Quốc, địa chính trị, quốc phòng, công nghệ, dịch COVID-19 và nay là vấn đề thị thực. Giới chức Mỹ cho hay, số vụ gián điệp liên quan đến Trung Quốc gia tăng trong những năm gần đây. Họ cáo buộc Bắc Kinh cố đánh cắp nghiên cứu về đại dịch COVID-19 của đảo ở Mỹ. Đây là lý do khiến Tổng thống Trump đưa ra quyết định đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston hồi tháng 7. Các quan chức Mỹ dự đoán cuộc chiến thị thực Mỹ-Trung sẽ còn căng thẳng hơn nữa bởi tuyên bố của Tổng thống Trump đưa ra hôm 29 tháng 5 có thể ảnh hưởng đến 3.000, 5.000 sinh viên, nghiên cứu sinh Trung Quốc. Khoảng 360.000 sinh viên từ Trung Quốc tại các trường đại học ở Mỹ trong năm 2018-2019 có số cao nhất trong số các nước có sinh viên du học ở Mỹ. Hồi tháng 6, Bắc Kinh cho biết họ kiên quyết phản đối động thái của Washington nhằm hạn chế sinh viên Trung Quốc nhập học tại Mỹ, thúc giục nước này tiếp tục đàm phán để tăng cường trao đổi và hiểu biết lẫn nhau. Nội dung trên cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh tin tức 24h TV để cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.